Xin chào tất cả anh em. Lâu lắm rồi mình mới làm clip lại cho anh em đây. Thì mình cũng có bận một số công việc ở ngoài ấy, thì mình cũng bẵng đi một thời gian mình không làm clip thường xuyên được. Có gì anh em thông cảm nhé. Với lại mình nghĩ mình cũng nên làm giãn clip ra một chút xíu, tại vì mình thấy lượng view của nó cũng xuống hơn một chút, nên mình nghĩ anh em chán ấy, nên mình sẽ lâu lâu mình làm clip cho anh em thưởng lãm thôi. Đây là bộ câu ti tân thái siêu thịt anh em nhé, và mình mới nhập bên Thái về luôn. Và đây mình để trong lồng này để chuẩn bị mình phân cặp cho chúng nó anh em ạ. Mình ghép cặp để chuẩn bị mình giao cho khách nhé. Thì anh em có thể thấy là chim bồ câu Thái ở bên mình nhìn rất là sạch và đẹp. Nhiều chỗ anh em đi anh em xem như chim thì nó để nó dơ lắm anh em ạ, và bệnh tật rất là nhiều. Và chim ở bên mình phải nói là không bao giờ mà có dấu hiệu mà bệnh tật đâu anh em nhé. Còn đây là chim mình nhập bên Thái về để giao cho khách đây. Thì bây giờ thì làn sóng Covid-19 thứ ba bắt đầu nó bùng phát với một số ca lây nhiễm mà trong cộng đồng anh em. Thì nhiều anh em cũng bày tỏ cái mối lo ngại đối với mình là không biết là thị trường tiêu thụ chim bồ câu nó như thế nào. Thì đây mình cũng thông tin lại cho anh em luôn. Về thời gian vừa qua mình cũng đi khá là nhiều chỗ, nhiều nơi để mình thăm thú xem là anh em hoạt động như thế nào. Thì mình thấy là riêng đối với cái phân khúc thịt chim bồ câu á anh em, thì mình thấy là cái lượng tiêu thụ nó vẫn gọi là đều đặn ở những nơi khu vực đặc biệt là miền Nam mình này, thì hoặc là mình ở trên Tây Nguyên á, thì tiêu thụ rất là nhiều, đặc biệt là những chỗ nhà hàng á. Tại vì bây giờ những cái nhà hàng quán ăn nó đâu có cách ly xã hội, nên là tiêu thụ bồ câu vẫn rất là đều đều anh em ạ. Nhà hàng quán ăn với quán nhậu đó. Thì chim bồ câu thì anh em biết rồi, nó thuộc hạng là xa xỉ phẩm đấy. Tại vì nó cũng giá của nó thì cũng khá là cao đấy. Khi mà anh em mà quyết định đầu tư bồ câu thì khoảng anh em bán chim bồ câu ra ràng thì thu nhập của anh em cũng rất là khá. Nhiều anh em cũng có đơn đặt hàng của mình, thì thời gian vừa qua thì mình cũng đã giao cho anh em. Mình cũng quay lại cái ở cái trại bồ câu của mình ở trên Đắk Lắk để cho anh em xem, để có gì anh em thưởng lãm thêm, và anh em có thể nó đánh giá thẳng ở trên video luôn. Thì anh em có thể thấy là chim bồ câu nuôi rất là to anh em này. Hôm vài hôm trước mình rất là buồn cười luôn, có một cái bạn kia đến thăm trại bồ câu của mình ở mãi tận miền Trung, bạn vào thì bạn vô bạn bạn bảo là trời ơi, cứ tưởng anh đang nuôi con gà, tại vì nó quá to các bạn ạ. Bồ câu Thái siêu thịt ở trại mình nhìn rất khủng luôn. Đây là những cái bồ câu là đang sinh sản nhé. Bồ câu ở bên dãy bên này của mình là sinh sản rồi này. Đây là chim bồ câu ra ràng, là chuẩn bị là thịt rồi đấy. Có khoảng được 20 ngày rồi thì vài ngày nữa là mình thịt thôi. Lượng chim của mình thì vẫn xuất đi đều đều. Còn đây là mình con này là đang nuôi con nhỏ này, đang nuôi con đấy. Phải công nhận một điều là bồ câu ti tan thái siêu thịt ở trại mình nuôi con cực khéo luôn anh em ạ. Đối với những loại bồ câu khác, như nhiều anh em trao đổi mình là nuôi chim bồ câu ta, có loại chim bồ câu mà màu miếc trộn, nào là đen, nào là đỏ, nào là vàng, nào là trắng anh em. Anh em mà nuôi những cái loại đấy là chỉ có thất bại thôi. Tại vì cái trọng lượng của chim bồ câu ta nó rất là nhỏ, và cái đẻ thưa đó anh em ạ, trọng lượng của nó là nó cũng không được to như chim bồ câu Thái đâu. Đây con này cũng bao nhiêu ngày tuổi đâu mà anh em nhìn thấy nó to chưa. Và cũng nhiều anh em cũng hỏi thăm ý kiến của mình là bây giờ là nuôi nên nuôi chim bồ câu gì. Thì mình cũng trao đổi thẳng với anh em là chim bồ câu ti tan thái siêu thịt là loại bồ câu mà nó phải nói là chất lượng nhất hiện nay, luôn là số 1. Và anh em có thể thấy này, mình quay rất là nhiều video và chim ở trại mình là cực kỳ khỏe này, cực kỳ khỏe luôn. Và đối với anh em khi mà nuôi chim bồ câu thì anh em cũng có vài điểm lưu ý, đó là chim bồ câu thực ra nó không bị bệnh nhá anh em nhé. Bắt giống của mình về là không bao giờ bị bệnh. Và anh em phải xem xét cái điều kiện chỗ anh em nuôi á. Mình hay nói là nhiều khi là buổi tối á, những chỗ mà nó gió quá, gió và lạnh quá thì anh em phải quây nó lại cho nó kín kín một chút. Tại vì chim là nó buổi tối, thì anh em để ý là nếu như là thời tiết nó ấm áp bình thường thì không sao, nếu mà lạnh quá và gió thì anh em phải quây lại nhé. Và có một đặc điểm đó là muỗi.
anh em phải tiêu diệt muỗi, tại vì muỗi cắn thì nó sẽ sinh ra đậu và những cái căn bệnh khác, và đặc biệt là chuột nữa. Có những nơi là chuột nó phá anh em ạ. Chuột là tối nó lẻn vào nó cắn chết chim bồ câu tơ nhá, chim bồ câu non á, bố mẹ đang nuôi là không bảo vệ được là chuột vào nó cắn chết. Nhiều khi anh em, nhiều anh em lên nhắn tin hỏi mình là tại sao con này lại bị như thế này thế kia, có chỉ tư vấn giúp em với. Thì mình phát hiện ra là bị chuột cắn anh em ạ. Chứ nhiều anh em nuôi không quen nó cứ tưởng là nó bị gì, nhưng mà thực ra là bị chuột cắn đấy. Thì anh em cũng lưu ý. Đấy, chim bồ câu ở trại mình anh em thấy thích không? Mình cứ ghé vào trại rồi mình quay video là mình thấy thích lắm. Để quay cho anh em xem. Rồi chim bồ câu của mình như thế nào để anh em cùng phân tích, anh em thấy nó to chưa? Đấy, những cặp bố mẹ mà phải nói là to đùng luôn anh em ạ. Mỗi lần mà làm video cho anh em thì mình cũng cảm thấy rất là hứng thú. Tại vì mình xem được lượng view trên YouTube này, cũng nhiều comment của anh em ủng hộ này. Rồi nhiều anh em có khó khăn gì hoặc là có nhu cầu thì liên hệ mình để có gì mình tư vấn cho anh em. Thực ra nuôi được mua bồ câu là một cái mô hình phát triển kinh tế nó rất là phải nói là đạt hiệu quả cao anh em ạ. Nhiều người phải nói là thoát nghèo đối với cái mô hình nuôi bồ câu này đấy. Tại vì anh em có thể tính là chi phí nuôi chim bồ câu nó không cao như những con vật khác, và cái thời gian sinh trưởng và phát triển của nó cũng khá là nhanh. Đối với chim bồ câu ra ràng thì tầm khoảng 25 đến 30 ngày là anh em đã có thể xuất được rồi. Còn anh em tính là nuôi heo hoặc nuôi bò thì anh em phải tính bằng tháng. Tính bằng tháng hoặc tính bằng năm thì anh em mới có thể là tính lời được. Còn nhiều khi nó xảy ra dịch bệnh nữa. Còn riêng chim bồ câu là không bao giờ bị bệnh nha anh em. Đấy, nhìn như con chim bồ câu này đến giờ ăn anh em này. Thì ngày anh em cho chim bồ câu ăn 2 lần thôi, vào buổi sáng và buổi chiều. Còn đâu là không cho ăn nữa anh em nhé. Nếu mà anh em mà nào mà không quen mà cứ tưởng là tham cho ăn nhiều là nó sẽ bị trướng nhiều, nó chết nha anh em nhé. Chim bồ câu đặc biệt là nó rất là ham ăn, anh em bảo bao nhiêu nó ăn hết. Nên anh em nào mà lưu ý một chút, đừng cho nó ăn nhiều. Nó cũng thứ nhất là nó không có rút ngắn được cái khoảng thời gian đâu, và thứ hai nó trướng bồ diều và gây ra cái tình trạng là chim bồ câu nó trướng bồ diều và nó chết. Và nhiều anh em cũng không hiểu tại sao, mà khi trao đổi với mình thì anh em cũng hiểu. Anh em phải cho ăn vừa phải thôi, và sổ run 6 tháng một lần. Đấy, anh em thấy nuôi bồ câu nó cũng cực kỳ đơn giản thôi. Anh em buổi sáng cho ăn, buổi chiều cho ăn, rồi anh em đi làm những công việc khác, đi kinh doanh công việc khác. Và cứ 25 đến 30 ngày là chim bồ câu nở đẻ là anh em đi bán thịt bồ câu thôi. Còn ở trại mình thì cho ấp bằng máy nên nó cũng không có hư hao anh em ạ. Như những chỗ khác thì cho ấp bằng cho chim bồ câu bố mẹ ấp á, thì nó rất là hư hao, hoặc là họ không có tiền đầu tư máy ấp trứng. Đây anh em có thể thấy là những cặp bồ câu này, chim bồ câu bố mẹ nó ăn nhìn đã không, mình nhìn mình cực kỳ thích luôn. Nó rất là dạn anh em ạ. Và giống như kiểu chim bồ câu ở trại mình là biết diễn, nó không có biết xấu hổ anh em. Tại vì đến những cái chỗ khác nó không quen máy quay đâu, có thứ là nó vẫy cánh, nó bay phành phạch ra anh em ạ, nó không cho mình quay đâu. Còn chim bồ câu của mình nhìn nó rất là dạn dĩ luôn, nhìn rất là đẹp. Và mình thích để ý cái bộ cườm của nó anh em nhé, nó rất là đẹp. Đấy, chim bồ câu bên kia thì đang trong quá trình thay lông rồi, nó đang thay lông đấy. À, chim bồ câu thì nó thay lông xong nó mới đẻ anh em nhé. Thì anh em để ý là những con chim bồ câu nào mà cái cườm của nó ngả màu á, màu sậm như này này, bố mẹ cặp bố mẹ này là đang là đẻ đấy, hoặc là chuẩn bị đẻ. Đấy, bồ câu đây là cặp bồ câu, những cặp bồ câu sinh sản hết của mình rồi đấy. Vào sinh sản hết, nhìn rất là to. Và anh em mà đến trại của mình phải nói là anh em mà đê mê luôn đấy. Và mình cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ đối với anh em có hoàn cảnh khó khăn, và bao đầu ra cho những anh em nào mà có nhu cầu, hoặc thời gian đầu mà anh em chưa tìm được đầu ra thì hệ thống trại bồ câu của mình luôn hỗ trợ anh em. Rồi thì nói chung là một tháng thì mình hoặc là vài lần thì mình cũng sẽ úp clip để anh em thưởng lãm thêm nhá. Clip sau thì mình sẽ làm một số nội dung nuôi bồ câu đặc sắc. Có gì anh em ủng hộ mình nhá. Rồi chào tất cả anh em.